Chuyện gì đã xảy ra với show của Mạnh Quỳnh và Trường Sang trong khi Tuyết Nhung và Jack Long thì đang rất đắt show? Mới đây thì những cái bài đăng của Mạnh Quỳnh trên mạng xã hội đã gây lên những cái phản ứng trái chiều cũng như là những cái thắc mắc cùng với Trường Sang về cái việc là tình trạng hiện tại như thế nào. Và khán giả thì cũng đang đứng sau rất nhiều những cái bàn luận. Và Mạnh Quỳnh thì có nói rằng là đường trần tôi đi không có em trong đời, liều thuốc thời gian làm mau lành vết thương đau, cầu chúc cho em đẹp giấc mơ sau giàu, đời nắng mưa dãi dầu, tôi nguyện xóa bỏ cuộc tình đau. Nối tiếp câu chuyện rất tình là phiên bản thứ hai, Mạnh Quỳnh sẽ kể tiếp cho quý vị nghe về mối tình rất đời mà trong cuộc sống chúng ta rất ít nhiều thấy được. Bằng kinh nghiệm của hơn 55 một kiếp người, Mạnh Quỳnh xin mượn âm nhạc để vẽ lên bức tranh cuộc đời muôn màu muôn sắc. Mong là được chia sót cùng ai những cái đắng cay chua chát và lẫn những cái ngọt ngào của hương vị tình yêu. Ai sẽ là người được nghe những cái ca khúc đầu tiên của Mạnh Quỳnh hát live trên sân khấu của phòng trà ấm áp Skyline Hà Nội vào đúng ngày 10 tháng 8 trong đêm nhạc những tình khúc của Mạnh Quỳnh đây. Chúc mừng nhà có một tuần mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hiếm khi chúng ta thấy rằng là Mạnh Quỳnh phải kêu gọi về những show của mình như vậy. Mặc dù là trước đây có thể thấy những khán giả rằng là Mạnh Quỳnh chỉ cần đăng, không cần Mạnh Quỳnh đăng, mà chỉ cần những phòng trà đăng show thôi là vé đã trực tiếp là hết ngay sau khi mở bán, chỉ trong một vài ngày. Tuy nhiên mà đến bây giờ, sau khi đăng mở bán được hơn 1 tháng, gần 2 tháng rồi, thì đến bây giờ thì Mạnh Quỳnh vẫn phải có những cái động thái để kêu gọi khán giả đi xem show. Vẫn biết rằng là có thấy những cái khán giả mặc dù có chuyện gì xảy ra vẫn bên cạnh tin tưởng và ủng hộ Mạnh Quỳnh, như trước đây họ đã ủng hộ Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Và mặc dù cái độ tương tác của Mạnh Quỳnh với học trò trên mạng xã hội cũng không còn như trước, nhưng khán giả cũng thắc mắc là tại sao Trường Sang ít đi show hơn trước và cũng ít tương tác với lại thầy của mình như vậy. Theo đó thì Trường Sang vừa rồi cũng chia sẻ là có tham gia show của một nghệ sĩ ưu tú gạo cội và có tiếng trong làng nhạc bolero, nhưng không chia sẻ hay livestream gì trên mạng xã hội như trước. Trước đây thì khi có những cái show diễn, nhất là những cái show diễn từ thiện hoặc là ở miền Tây, thì Trường Sang không ít thì nhiều đều chia sẻ lên mạng xã hội để khán giả và bà con đông đảo được xem, cũng như là một cách để thể hiện rằng là việc Trường Sang rất đắt show. Và mọi người thấy rằng là chỉ một có những ngày là 1-2 ngày liên tiếp, Mạnh Quỳnh liên tục chia sẻ là đi show, chạy show từ miền Tây đến miền Nam, rồi các show diễn ở phòng trà lớn nhỏ. Tuy nhiên thời gian gần đây thì Trường Sang có vẻ rất ít đăng tải và chia sẻ cuộc sống đời thường trên mạng xã hội như trước nữa. Điều gì đã xảy ra đối với Mạnh Quỳnh và Trường Sang thì khán giả có nói rằng là do việc giảm phong độ cũng như là những cái lùm xùm trước đây đã để lại rất là nhiều cái tai tiếng không đáng có. Tuy nhiên là có một bộ phận khán giả thì vẫn ủng hộ Trường Sang và Mạnh Quỳnh rất nhiều, và người ta nói rằng là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Có thể thấy rằng là những cái hành động trước đây của Trường Sang cũng đã cảm thấy được rằng là bản thân mình có những cái sự bồng bột, thiếu suy nghĩ khi mà mới phất lên thôi, nhưng mà đã có những cái hành động phản bác với khán giả không được tinh tế và khéo léo cho lắm. Trong khi đó thì Jack Long và Tuyết Nhung lại là một cặp đôi gần đây được yêu thích, khán giả yêu thích không bởi vì giọng hát của cả hai, mà còn có thể thấy được rằng là cái sự chăm chỉ trong việc làm nhạc, cũng như là cái việc mà ngoài việc thực hiện hoặc tham gia hoạt động nghệ thuật thì Trường Sang, thì Jack Long và Tuyết Nhung đều chăm chỉ. Ngay sau khi đi diễn về phát là đã chăm chỉ bán hàng trên mạng xã hội rồi, cũng như là live stream bán hàng không kể ngày đêm. Và khán giả còn thương hơn khi mà Jack Long mặc dù đã đi hát rất nhiều nơi nhưng mà về thì vẫn làm những cái món ăn từ thiện để cúng chùa hoặc là bán hàng. Và mọi người cảm thấy được rằng là Tuyết Nhung và Jack Long có những cái sự đồng điệu về tâm hồn hơn, và khán giả yêu mến chính cái con người của Tuyết Nhung và Jack Long, và từ đó mà yêu mến giọng hát cũng như ủng hộ Jack Long và Tuyết Nhung nhiều hơn. Nhưng mọi người thấy rằng là khi mà kết hợp với nhau được gần nửa năm rồi, hơn nửa năm rồi, thì Tuyết Nhung và Jack Long luôn để lại những cái hiệu ứng vô cùng đặc biệt và tích cực ở trên mạng xã hội. Và Jack Long luôn luôn bày tỏ cái sự biết ơn rất là chân thành của mình. Không một show nào là Jack Long không, sau một show thì Jack Long đều gửi lời cảm ơn tới ngay kể cả những cái nghệ sĩ nhỏ nhất, cũng như là người giúp đỡ mình nhỏ nhất là những người chuẩn bị đồ trang phục hoặc là bảo vệ âm thanh ánh sáng, thì Jack Long đều gửi tới lời cảm ơn tới những vị khán giả đó. Và những cái show âm nhạc nào mà có Tuyết Nhung thì Jack Long đều nhắn Tuyết Nhung là Tuyết Nhung không phải lo về phần trang phục hoặc là sân khấu, thì Jack Long đều lo hết. Và cái phần cảm ơn sau cùng thì Jack Long cũng đều chu đáo, trước và sau sự kiện thì Jack Long cũng đều chu đáo như vậy. Và đây là một điều mà khán giả cảm thấy rằng là rất là ngưỡng mộ cái tinh thần của Jack Long và Tuyết Nhung. Và mặc dù là không đi show cũng như là không phô trương trên mạng xã hội, nhưng gần đây thì Trường Sang cũng có tham dự một đêm nhạc ở miền Tây, và mọi người sẽ nghe và thấy xem là gần đây thì cái giọng hát của Trường Sang có bị tụt dốc không phanh như trước không, hay là giọng hát của Trường Sang được cải tiến hơn rất là nhiều. Và lý do vì sao Trường Sang ít đi sâu thì có thể nghe qua giọng hát này thì mọi người sẽ thấy.
Điều hồng tê dê ta sánh cùng nhau, yêu mãi đến làm sao không sao. Hãy subscribe cho điều sẽ duyên ta sánh bước cùng nhau, yêu ai biết how you answer my strong love. Phải có cô có quả quả chứ, không có biết gì nói gì đâu. Cảm ơn cô rất là nhiều và cuộc trò chuyện cái gì đã dành tất cả mọi người cho con, cái là cho người cha của con nãy giờ cho em biết được nha. Cho em mình chiếm công việc của anh tiếp. Dạ và sau đây em sẽ không thể lùi chờ lâu hơn nữa. Một nghệ sĩ viết tư mà dùng sâu vào trọt thậm chí của người nghệ sĩ chứ đâu phúc